những thứ mà cô muốn lấy. Nó đã không tồn tại từ lâu. Chắc chắn cô sẽ phải trả giá cho những gì cô đã làm. Ba, ta phải giết chết mày. Em không gạt anh bất cứ chuyện gì sao? Em yêu anh thật sao? Chỉ cần giải quyết được con đàn bà đó là được rồi, phải không? Cô còn sẽ trả giá nhiều hơn nữa cho những chuyện xấu cô đã làm. Cái này chỉ mới là bắt đầu thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Người vợ hoàn hảo, 17 giờ thứ hai đến chủ nhật trên Vi Giải Trí.